Hello, xin chào tất cả các em đã đến với kênh Bé Út GB. Và video ngày hôm nay chị xin được giới thiệu với các em những sản phẩm mới mà các em rất là yêu thích luôn. Yeah, đây nha, những cái sản phẩm về đồ len. Đó, thì có rất là nhiều bạn hỏi chị. Nhưng mà trước đây thì do là lu bu quá, với lại chị chưa có nhớ đó, cho nên là chị chưa có giới thiệu với các em được. Và ngày hôm nay ha, chị xin giới thiệu với các em về những mẫu áo len rất là dễ thương luôn. Đây, áo khoác len nha. Mình sẽ cột cái nơ như thế này. Đó, để trang trí cho cái nón len của mình nha. Rút một cái thì nó sẽ ra. Và đặc biệt nè, mình còn có thể rút cái nón nó lại nha mấy em. Đây nè, ví dụ như, để coi chị ví dụ cái đó thì nó hơi khó rút một chút xíu. Nè ha, ví dụ như nó to như thế này, mình muốn rút nhỏ lại nè, thấy không? Rút nhỏ lại để cho, nếu như mà bỏ vô cái đầu của búp bê nhỏ đó, thì mình sẽ rút nhỏ lại như thế này. Còn không thì mình sẽ để bự lên, giống như cái áo khoác của mình vậy đó nha. Đây, rồi mình sẽ tắt cái nơ. Rất là dễ thương. Đó, được dệt bằng những sợi len rất là công phu luôn nha mấy em. Đây nè, mặt trong mặt ngoài đều đẹp như nhau hết ha. Ở phía dưới là có cái phần viền nữa nè. Đó, cái phần viền giống như là ren vậy đó. Ở trên đây là một cái nón nha, một cái nón mùa đông, tay áo ha. Ở đây thì tạm thời là có như đây màu, nhưng vài bữa nữa là sẽ có nhiều màu hơn nữa. Nhưng mà chỉ cứ giới thiệu như thế này ha, màu nào cũng đẹp hết đó mấy em. Có màu xanh nè, màu vàng nè, và cái kiểu này là cái kiểu hai màu nha, màu xanh với màu trắng nè, thấy không? Rồi cái này thì màu cam với lại màu xanh, rất là dễ thương. 60.000 đồng một cái nha mấy em. Đó, và đây nè, búp bê mặc vô nè ha, rất là dễ thương luôn nha mấy em. Đó, rất là đẹp luôn ha. Đội nón lên nữa nè. Đó, các em xem nè ha. Bởi vì cái áo này nó có nón mà nha, cho nên là búp bê đội lên nhìn cũng rất là xinh luôn ha. Đây ha, và là áo nè, thì là 60.000 một cái. Còn nón như thế này thì là 10.000 đồng một cái nha. Đây các em xem, đây là nón len ha. Nón len co giãn nè. Đó, rất là đẹp luôn. Đây búp bê đội nè, mấy em thấy em che được hết cái đầu luôn, rất là dễ thương. Và đây thì chị muốn cho mấy em xem rõ hơn về cái mẫu nón len này nha. Nó là cái mẫu nón tay bèo nè. Đó ha, người ta móc rất là công phu luôn, là hàng thủ công mỹ nghệ luôn đó nha mấy em. 10.000 đồng một cái. Đó, nó có cái độ co giãn mềm mại cho búp bê ha. Đây là nón này thì là 10.000 đồng một cái nha mấy em. Đó, rất là đẹp. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đội nón cho búp bê nè, mấy em thấy nè ha. Đó, mình có thể đội kiểu cho búp bê các kiểu luôn. Đó, cái nón nó xòe ra như thế này nè, thấy không? Nó che cái mát cho búp bê rất là mát luôn. Đó, 10.000 đồng một cái nha. Tên tiếp theo thì là có cái mẫu nón thời trang nha. Đây là mẫu nón mùa đông, nhưng mà là mẫu nón thời trang. Thì nó có rất là nhiều màu luôn, cũng là 10.000 đồng một cái nha. Nói chung là nón len thì là 10.000 một cái. Cái này cũng 10, và cái nón xòe thì cũng 10.000. Vì sao mà cái nón này nhỏ hơn mà cũng 10.000? Bởi vì người ta móc nè, mấy em xem nè. Đó, cái mũi này nó sẽ móc lâu hơn nha mấy em. Đó, những cái mũi này thì người ta sẽ móc lâu hơn. Đó, rất là xinh luôn. Và để chị đội cho búp bê xem thử nha. Nó có hai dây hai bên để cột này nha mấy em. Đây, ở phía trên này thì nó có cái phần bèo ha, phần bèo dễ thương. Nó giống như là nón lưỡi trai, nón kết của mình vậy đó, nhưng mà nó là loại nón len ha, làm bằng nón len. Chứ búp bê mà nón kết thì chị chưa thấy ai bán hết à. Nó có độ co giãn ha. Quen cái chị cầm thì chị khó cầm. Đây nha, và cái nón này nè, nó bèo như thế này, cột lại như thế này cho búp bê. Đó, để đi học, nhìn nó cũng rất là steel ha, rất là dễ thương nha. Nha mấy em, cũng 10.000 đồng một cái luôn. Này là nón kiểu, còn cái kia là nón mũ rộng vành. Đó, mấy em xem nè, cũng rất là dễ thương ha, lộ được cái đuôi tóc của búp bê nữa. Đây, đó, nhìn nó rất là xinh xinh, nó giống như cái nón kết của mình. Nhưng mà đây là một cái loại nón kiểu cho búp bê nha, cũng là 10.000 đồng. Ten. Và còn đây là ba mẫu nón nữa nha. Mẫu nón nó cũng là có cái bèo này, nhưng mà bèo ngắn nha. Mình sẽ gọi đây là nón bèo bèo dài này nha mấy em, bèo xòe.
Đó, còn cái này thì là bèo ngắn. Đó, bèo ngắn. Còn cái này thì mình cứ gọi là nón len mũi nón len lưỡi trai nha, nón len lưỡi trai. Nón bèo ngắn, nón bèo dài. Đây. Còn nón này là nón có cục bom bom nha, là nón mùa đông á mấy em. Thì tất cả những cái này á, chị đều tính chung là 10.000 ha. Đây mình sẽ đội lên cho búp bê xem, các em xem. Đây. 10.000 đồng nha. Đó. Cái nón này. Đó. 10.000 đồng mẫu nón này nha. Đó. Nón mùa đông. Đó, nó mùa đông nè, nó có cái cục bơm bơm trên đầu ha. Đó, thì cũng là 10.000 đồng một cái nha mấy em. Đây, các em xem lại những mẫu nón giùm chị nha. Rồi nhớ nếu mà đặt hàng á, thì các em phải xin phép ba mẹ. Rồi gọi 0937 899 707 và đọc đúng cái tên của cái nón giùm chị nha. Đó, thì đây là nón lưỡi trai ha, nón lưỡi trai xì tin nè. Rồi đây thì là nón bèo ngắn nè. Ha, nón bơm bơm nè. Nón bèo dài nè. Đó. Những cái nón này đều lấy chung là 10.000 một cái. Tem tiếp theo thì là có bộ sản phẩm nón và khăn đi chung với nhau nha. Nón và khăn đi chung với nhau thì là 18.000 đồng một bộ nha. 18.000 đồng một bộ thì sẽ gồm có một cái nón nè và một cái khăn choàng. Đây một cái khăn choàng cho búp bê. Ha, nó cũng có màu xanh, màu trắng rồi nữa nha mấy em. Đó, khăn này thì là khăn choàng lớn ha. Khăn tròn lớn thì nó sẽ là bộ này là 20.000 nha, còn khăn tròn nhỏ thì nó là 18 nha mấy em. Đây là có khăn tròn lớn nữa. Ừ. Thôi nhưng mà chắc là chị sẽ bán, mai mốt người ta không có làm cái loại khăn tròn này nữa, chỉ có một một hai cái này thôi à. Còn mai mốt người ta sẽ ra cái loại này nhiều hơn nha mấy em, bởi vì giá nó cũng rẻ hơn. Và bây giờ thì chị sẽ choàng thử cho búp bê xem có đẹp hay không nha. Đây là mình đội nón lên. Sau đó thì mình sẽ quấn cái khăn này mấy em. Đó, mùa đông không lạnh nha búp bê. Thấy không? Nhìn rất là xinh luôn, rất là cá tính luôn đúng không? Mùa đông không hề lạnh, chỉ với 20.000 đồng. Rất là đẹp ha. Bạn nào thích thì nhớ cho một like nhé. 20.000 đồng. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ tới bộ này. Đó. Cái này thì cái khăn nó nhỏ hơn. Nó 18.000. Đây ha. Dễ thương đúng không mấy em? Rất là cute. Rất là đẹp luôn đó nè nha. Hoặc là tới bộ nón này, đó. Ha. Cũng có cái khăn tràng cổ. Đây. Dễ thương không nè? Rất là đáng yêu luôn nha. Chỉ có 18.000 đồng thôi đó, mà bằng len rất là dày dặn luôn mấy em. Mấy em xem nè. Sợi len rất là dày dặn và mềm luôn nha. Rất là đẹp đó. Các em muốn gọi đặt hàng thì hãy nhớ gọi 0937 899 707 sau 11 giờ trưa để đặt hàng. Và nhớ xin phép ba mẹ trước khi đặt hàng nha. Và những sản phẩm vừa rồi cũng đã kết thúc video kiểm ý như là video giới thiệu về những sản phẩm len mới của shop chị. Hy vọng rằng là các em sẽ thích. Một lần nữa chị xin mời các em cùng ngắm lại nha. Tin tin, đây là hai bạn mặc hai cái áo len ha, rất là dễ thương luôn. Cái này là mình có thể choàng bên ngoài nè, không bỏ tay vô. Còn cái này mình mặc tay vô ha, vẫn bình thường. Nón thì cũng bình thường nha mấy em. Đó, nón đây nè. Đó. Rất là dễ thương nha. 60.000 đồng một cái. 60.000 đồng một cái nha. Có thêm là màu trắng xanh nữa nè. Đó. Rồi màu xanh nữa nè, rồi có màu đỏ, màu màu cam. Nói chung là có rất là nhiều màu, nhưng bây giờ chị chỉ giới thiệu được nhiêu đây thôi nha. Tiếp theo là mẫu nón giống như là nón lưỡi trai này mấy em. Đó, nón lưỡi trai ha, 10.000 đồng một cái. Chiếc nón có pom pom nha. Đó, mình có thể đội lệch như thế này, đó, và mình quấn kèm theo cái khăn ha. Hoặc là nón nón này cũng 10.000 đồng một cái.
nha. Nếu như mà có áo choàng rồi thì áo khoác rồi thì đó ha, 10.000 đồng một cái. Tiếp theo thì là nón xòe nè, xòe mà xòe to ha, đó nón bèo mà bèo to cũng 10.000 đồng một cái luôn, rất là dễ thương nha. Đây các em xem nè, đó, mình có thể kéo nó rất là giãn đó ha, 10.000 một cái. Và tiếp theo là cái nón và cái áo choàng, nón và khăn choàng ha, 18.000 đồng một bộ. Hoặc là bộ lớn hơn hay cái khăn lớn hơn thì là 20.000 nha. Và các em nếu thích thì nhớ bấm like chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Xin phép ba mẹ trước khi gọi đặt hàng 0937899707. Và video giới thiệu hàng mới của chị thì bữa nay chỉ có bấy nhiêu sản phẩm thôi. Hy vọng rằng là các em thích. Hãy cho chị biết cảm nghĩ của các em cũng như là sản phẩm len nào mà các em yêu thích nhất nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các em ở video sau.